hello xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha thì hôm nay em lên vườn của Trễ quay cho anh chị em mình xem những cái cây mai một dễ hiện tại đang chăm sóc tại sân vườn ha anh em và có một số cây cũng ghép đang lên từ tháo bịch ra rất là ok luôn thì em cũng quay sơ qua và chia sẻ cho anh chị em mình ha thì trong cái thời tiết của năm nay nên em nó vô cùng nắng không có thấy năm nào mà nắng bằng năm nay hết có thể là thời tiết thì càng ngày nó sẽ càng nắng ha thì ở đây hầu như là nhà vườn em thấy cũng rất là nhiều nhà vườn ha út thuận nè của thằng Thạch rồi nè, của anh Minh, của anh Duy đồ ha. Với cô dễ đây thì năm nay hầu như là người ta sẽ thêm một cái lớp lưới mùng mà làm cao nha, lưới mùng á thì nó che nắng tầm khoảng 30 đến 40% thôi ha, nó, nó nó cái độ độ mát của cái lưới lưới mùng nè, lưới mùng chứ không phải là lưới chống nắng nha. Lưới mùng là lúc trước mình cái lưới rào gà là cá đồ á. cái lưới nó cái hộp nó cái lọ cái lỗ nó rất là nhuyễn. À, hồi thì em sẽ ra quay cái tấm lưới cho anh em mình ha, thì năm nay thời tiết nắng là rất và dạ, anh em cái lưới này nó được cái hai khi mà anh em mình đưa lên cao ở đây là làm rất là cao luôn nha cao hơn cái nóc nhà hiện tại luôn anh em thấy không đó thì nó sẽ tầm khoảng 20 phần trăm nắng thôi khi mà cao thì nó sẽ thoáng nó có gió nó thoáng rất là ok ha còn anh em mình che thấp thì nó sẽ mát còn anh em mình cứ việc là che cho nó cao lên tí và dạ, cái lượng nắng nè nắng buổi sáng như vậy là cũng rất là ok ha còn tưa nắng gắt thì nó chỉ giảm tầm khoảng 20 phần trăm 30 phần trăm thôi thì cũng rất là ok cho nên năm nay tại năm nay nó quá nóng anh em và khi mà che như vậy, tại vì không phải là che lưới là lá nó sẽ mỏng, à, nhánh nó sẽ ốm nha anh em, tại vì năm nay nó rất là nắng nên mình làm giảm nhiệt nó bớt thôi, à. chứ còn mà nắng gắt quá thì cái cây của mình nó sẽ bị hóc, cái bộ lá của mình nó sẽ không có đẹp, nhiều khi cây của mình nó sẽ bị cháy thân này nọ nữa. nên đây ta kỹ hầu như vườn năm nay có thể là ta làm như vậy nè, tới khi nào mà tới lúc mưa, ha. À tháng 5, tháng 6, tháng 7 gì đó tới cái lúc mà có mưa rớt hạt rồi đó anh em thì người ta cũng có thể là tháo ra tại vì cái này tháo ra cũng rất là dễ nha tại vì cái này cột dây rút mà cột dây thì mình lên mình chỉ bắt thang lên mình rút một lần dây đó là mình khép lưới lại được rồi mình chỉ cần khép lại thôi nếu mà mình kỹ sợ lưới nó mục thì mình có thể đam vô mình cất luôn còn nếu mà mình vô tư thì mình cứ kéo nó về một bên rồi chừng nào qua tới tháng nắng tháng 9, tháng 10 nắng gắt rồi đó ha. tháng nắng chừng nào tháng nắng lại đó, thì mình có thể là mình bè nó ra cũng được, hạn chế được cái cái này rất là hay với cây uh, xương muối nè, xương được cũng khỏe, chung thì cái cách này cũng anh thấy cũng rất là hay, nếu mà anh em mình uh, làm được thì anh em mình nuôi cây nó sẽ khỏe hơn, thí dụ như nó nó không còn nắng gắt nữa, còn ở dưới thì nếu mà anh em mình nuôi hàng bonsai cây thùng chậu thì nếu mà làm này cực quá thì anh em mình có thể đắp gây lục bình giống như mấy clip uh, trước em chia sẻ đó, đắp gây lục bình để mình dưỡng ẩm cho cái bộ đế bộ ghế của mình. Ha, hoặc là rễ chỉ sơ vừa đâu đó, ha. rồi Bây giờ thì đi quay ha mấy cái cây này hôm nay nó cũng mới vừa già cây một thôi em cũng giống như mấy vườn khác thôi, nó cũng vừa già cây một, em có một số thì cũng nhóm đi cơi hai nhưng cái bên đây thì nó cũng vừa già cây một thôi, anh em thấy không? Khi mà chăm sóc đó, định kỳ giống như hàng năm mình, mình về mình cắt đô mình sang chậu thì hầu như là vườn nào cũng như vườn nào. À, nó không có bị lõm trộm đi tới sân này quay nó cũng vậy mà tới sân kia nó quay cũng vậy mà tới sân nọ quay cũng vậy ha hôm nay thì có một số đang đi cơi hai giống như bên sân của em hoặc là sân của anh Di đó thì nó cũng đang đi cơi hai ha có một số đang đi cơi hai còn một số nó chỉ già cơi một thôi ha như cái cây này nó đang già cơi một nó chuẩn bị đi cơi hai nè ha cũng rất là đẹp ha cái khâu này thì em làm rất là nhiều clip rồi em sẽ qua nhanh nó thôi nói chi tiết phần sơ sơ nữa ha như mấy cái này thì cũng già cơ một này nè thấy không có ra coi cái bài mới ghép cũng dễ nè cái bài này cũng dễ ghép rất là đạt luôn tỷ lệ tỷ lệ dính rất là cao bây giờ mình chia sẻ với anh em mình á mình khi mà mình làm cái gì đó thì mình cây không phân bo ngon nữa thì mình ghép vô cái tỷ lệ dính của mình nó rất là cao hầu như là có thể là nếu mà anh em mình có làm nghề có ghép có 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 làm được một lần hai lần rồi thì hầu như là anh em mình sẽ ghép tăng cái tỷ lệ lên khoảng tầm khoảng 99 phần trăm luôn đó. anh em có thể là 100 phần trăm thì nó hơi quá đáng nhiều khi nó nó nó, nó sơ sảy ở trong đó mình, nên mình lấy tỷ lệ 99 phần trăm thôi ha. nhưng mà hầu như là nó sẽ không có gớt ha nó nó nó, nó xui dữ lắm nó mới gọi là gớt một bo hoặc là trong quá trình mình ghép xong á mình đi mình cọ quẹt nó thì nó mới gớt thôi chứ còn mà cây sung mạnh khỏe cộng thêm bo ngon phong không phân thuốc thì hầu như là anh em mình đụng vô anh em mình lấy cái cây mà kẹp thường thường mà kẹp tóc nít cái cây mà cái cây có hai cái bấu nó bấu như vậy nè anh em ha thì anh em mình gọt ra anh em mình lấy cây đó anh em mình bấu vô nó cũng dính nữa và chủ yếu là cái bịch mà anh em mình cột phải cho kỹ thôi thường thường anh em mình thấy ghép mặn cầu na đầu nào mít xài ổi quýt cam đó có những cái trường hợp mà người ta lấy cái kẹp đó người ta cái ghép lại luôn nó vẫn dính những cái trường hợp mà khó cột dây rồi cái cọng dây này nó không phải là nó quá quan trọng mà chủ yếu là cái cây của mình nó phải sung bo ngon không phân không thuốc là đụng vô là nó dính ha à. nhiều khi anh em mình cứ anh em đừng có kỹ cái phần ghép này anh em phải em cũng chia sẻ phần ghép này rất là nhiều rồi ha thì khi mà mình gọt á mình cố gắng gọt cái bo lấy cái lưỡi lam cho thiệt là mới nó lục thì cứ dục thôi lấy cái lưỡi lam mới ra gọt một cái cho nó thiệt là thẳng nó thiệt là ngon rồi đụng vô đây là nó dính à còn mà anh em cứ kỹ anh em mình cái tâm tạng anh tâm lý của anh em mình sợ cứ gớt anh em mình sợ gớt cái anh em mình cứ gọt đi rồi xong không được cái gọt lại gọt đi gọt lại gọt đi gọt lại gọt bốn năm lần trên cái bo của mình thì nó sẽ bị khô nhiều lên cái bo thì nó lại giảm cái tỷ lệ dính của mình xuống ha đó còn ở đây đóng đầu hoặc là ghép chột nó cũng vậy thôi hai cái nó cũng không có phân biệt cái gì hết nó cũng na ná như nhau đa số ha những cái cây sung thì người ta sẽ đóng đầu tại sao đóng đầu hoặc là hoặc là ghép 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 tách luôn á tại sao nếu mà cái cây sung thì người ta đâu có thời gian để người ta chờ nó lên cái chột đâu đúng không cái cây này thay vì cái cây này là cái cây sung thì người ta vô chậu tông lòng khoảng 20 ngày là người ta đã đóng đầu vô rồi trong vòng 20 ngày đó nó đâu có được lên cái chột đâu mà người ta ghép chột đúng không cái chột là dành đối với những cái cây nó hơi xi xi tí là người ta thả tược gừng lên á cho nó mạnh nó sung cái cây xong rồi người ta mới ghép nó vô cái chột này nè ví dụ như đây nó lên một cái tược gừng cây này hơi bị si bị yếu thì tôi thả cho cái gừng này nó bự lên ghế này nó ra tôi mới ghép vô cái chột này cái đó là trường hợp nó hơi bị trễ còn đối với những cái cây mạnh thì người ta đóng đầu vô hết anh em thấy không đóng đầu lên rất là mạnh nè và cây này thì cũng có một số là nó dính hồi nào không phải vậy cái dính cái rớt thì nó, nó 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 rất là dễ dính nhưng mà còn cái cái khâu bịch này nè cái bò nào dính thì cứ tháo ra cái bò nào mà nó đi chậm nó đi chậm chứ không phải là nó rớt ha anh em cứ để cái bịch ở đây à, để bịch tay bắt đầu nó dính nè chừng nào cái này nó dính mình gỡ ra cái này nó dính mình gỡ ra cái nào đi được thì mình cứ gỡ thôi chứ đừng có gỡ một lượt ha chứ đừng có gỡ một lượt gỡ một lượt là cái mạnh nó đi dính còn cái cái nó yếu cái nó nó, nó chậm hơn không phải là nó yếu gì cái cây nhưng mà lúc mà anh em lấy bo lấy bo không đều ha cái bo này là cái bo già cái bo này là cái bo non đi thì lúc nào anh em để vô cái bo già thì nó tới ngày nó đi rồi nó dính xong nó sẽ đi tược liền còn cái bo non nó dính đây mà nó nằm ở đây nó chưa chịu đi tược nó vẫn dính ha nên khi mà mình ghép mình cũng cố gắng lựa một bo cho nó đều trên cái cây. Ví dụ như mình ghép cả vườn như vậy. Thì đâu có cái nguồn bo nào mà nó đều một cả đâu đúng không? Thì nó sẽ có bo non, bo già. Nhưng mà lúc mà mình cầm cái bo lên mình ghép ngay cái cây này. Mình mình cắt một bo đầu tiên rồi phải không? Mình thấy cái khúc này nó già. Thì những cái bo còn lại mình đều lấy khúc già hết. Còn ví dụ như cây này cây non, mình đã ghép vô một cái bo đầu tiên là một bo non rồi thì mình lấy toàn bộ là những cái bo non mình ghép vô đây để cho nó một lượt bo. À, một cỡ bo để khi mà nó đi tường nó sẽ đi ra lượt một lượt luôn nó không có những cái tình trạng như thế này đúng không nó cái đó thì cái kinh nghiệm khi mà mình ghép thường ngày mình có mình có ghép mình có gia chạm mình biết ừ tại sao cái cây này trong quá trình này cây này tại sao thấy tháo hết còn cây này tháo một khay bo tháo còn lại hai một khay bo thì trong quá trình mình lấy bo mình lấy nó không có được kỹ lắm à, mình lấy mình cố gắng lấy đều bo à, già thì già hết non thì non hết lụa thì lụa hết mình lấy một lượt để khi mà nó dính nó sẽ dính một lượt à, thì nó sẽ đi tường một lượt thì sẽ tánh xảy ra tình trạng như thế này nhưng mà cái này là không phải sơ sẩy thôi nói chung là mình ghép lâu năm ghép về dặn kinh nghiệm cũng vậy nhiều khi trong quá trình mình lấy bo mình lấy ra một nhánh mình cứ ghép cắt nhánh đó mình ghép qua đây ghép qua đó ghép 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 thì mình làm nhiều mà chứ đâu phải mình làm một cây đâu mà mình canh cho nó thiệt là chính xác đúng không đó, mình làm nhiều thì nó sẽ xảy ra những trường hợp như vậy chứ không phải là yếu hay dở gì hết tại vì không lẽ giờ tôi lấy cái bo này rồi giờ tôi giục tôi kiếm bo khác nữa ha để mất thời gian nên nó vẫn dính nhưng mà nó cái trường hợp nó cũng không sao không ảnh hưởng gì hết nên em mình cũng đừng có quan tâm nó quá ghép vô cái nào dính thao trước ha rồi cái trượt gừng này nè cái trượt gừng này thì mình thí dụ như cái cây này á, là một cái cây phôi mình mới vô tầm khoảng 20 ngày là mình đã ghép nó rồi thì nó có thể là hơi yếu thì mình có thể là chừa cái trượt gừng này nó mới mất lên vậy nè mình cũng không có thể lãi được còn mấy không thì mình cứ để vậy năm bảy ngày sau cho nó mạnh khỏe mình lãi cũng được không sao hết À, nhưng mà cố gắng cũng phải lãi nó canh cho nó cái này nó lên dài rồi cái bo của mình cái này là cái bo của mình cái này tự ghiên hồi nào cái tự ghiên nó cũng phải đi nhanh hơn đi khỏe hơn ha à, rồi bắt đầu mình lấy cái này mình có thể là lãi bỏ cái này luôn cũng được không sao hết à, để cho nó dồn dồn nhựa vô cái nuôi cái bo này cái giai đoạn này nè cái lúc đầu tiên á, là cái tược gừng của nó sẽ tốt hơn cái bo ha à, nhưng mà tới lúc tầm khoảng được 5 tháng đi ha à, ba tháng sẽ đến 5 tháng thì cái tược của mình ghép nó lại tốt hơn cái tược gừng nó cái tược gừng nó tự diệt cái tược gừng nó lên lúc đó nó lên thấy ghép anh em mình có ghép anh em mình để ý đấy lúc đầu á thì nó còn nhựa nhiều cây của mình nó còn sung còn nhựa thì cái tược gừng nó lại tốt nhưng mà tầm khoảng qua 5 tháng gì đó là cái bo của mình nó lại tốt hơn cái tược gừng nha tược gừng lúc đó lên nuôi không nổi đâu cái tược gừng lúc đó là ghép là nó 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 lên èo uột lắm nó chỉ tập trung nó nuôi với nhánh ghép nè bởi vì mạnh người ta mới ghép đó nè À, chứ đừng không phải là hết anh em nói vậy sao thấy tược gừng lên ngon thấy ghê luôn mà tược ghép lên không ngon tại vì cái giai đoạn đầu cái kia là hai cái vết vết mai mình vừa mai nó lợi xong thì bắt buộc nó sẽ phát triển chậm hơn nhưng mà khi nó liền rồi á tầm khoảng năm tháng sau thôi là cái tược gừng không bao giờ tốt bằng cái tược ghép của mình hết à, mạnh sung khỏe nên người ta mới ghép anh em à, nó kháng bệnh bo tốt được không mấy cái cây đây nè thì tược đã ghê hơn nè theo cái mắt lá này em độ chắc là sẽ bông bình lợi Nha. cái mắt lá nó hơi thưa nhưng mà được cái nó sung nó đi được. với cái giai đoạn đầu này mình cũng không có cần đi quá khích đâu cái giai đoạn đầu này mình đi cho nó vượt để mình dạo qua một vòng đi rồi sau này mình cắt đôn nó mới đâm chèo ha dễ năm năm nay ghép cũng rất là nhiều nữa nè tính ra cũng nhiều cây lắm mà hai bốn năm mười hai mươi ba mươi bốn mười năm mười sáu mười bảy mười tám mười chín mười cũng khoảng trăm cây à bự nhỏ luôn ha trăm trăm ngoài cây à có mấy cây trong này co lắc nè. nó lên um tùm như vậy à. tại sáng út Úc dẻo Úc đi công việc rồi chắc này về từ tư, tư chắc ông cũng có thể là ông lại bỏ ba cái thịt gừng này nè, nè Lãi lại ba lại ba gừng này để cho nó lồi cái mặt bo mình ra ở trong đây nè không, cái nhánh này là cái nhánh bo ghép của mình nè đó thấy không thì có thể là mình út dẻo sẽ lãi bỏ cái này để cho nó lồi cái bo ra để cho nó phát triển cái bo ha bo đi mập nghe không à, cây sung bo ngon thì nó đi mập thôi Thì à, thường thường thì đa số đầu năm thì người ta sẽ ghép ghép ở đây á thì cái khu này ghép thì người ta sẽ chơi chơi lưới chống nắng nha lưới chống nắng thì nó giảm tầm khoảng 40 cho đến 50 phần trăm nha anh em à, còn như lưới mùng bên đây là anh em thấy xa gà không lưới mùng thì nó nó chỉ khoảng 20 phần trăm thôi nó làm cái cây nuôi cái lưới mùng là 20 phần trăm của cái cây nuôi cây lớn rồi còn bên đây là cái khâu ghép thì mình cần phải lưới chống nắng ha Mái này đẹp ghê anh em. Mấy cây này nhanh ăn, đóng có cái cần bay như đổi về rồi bắt đầu mình sẽ tiền bo lại rất là nhanh ăn Ra trong vòng khoảng 3 cơ là mình mình thấy nó đầy cây rồi. Đây còn một số phôi nè, phôi này cũng dễ cũng mới vô nè mà chưa có ghép ha. Nè, mới vô trầm lại kỹ ha, Nguyên khu đây qua đẹp quá Ghép lên hầu như là cây nào cũng sung mức được hết. Tên. nè mấy cái tông đây nó cũng vẫn dính rồi ha nè nó dính rồi nè nó đi từ rồi nè nhưng mà vẫn chưa tháo nha chờ nó cứng mới tháo chứ đừng có gấp anh em mình gấp là thất bại à, à cái cây này hình như cũng dễ cũng ghép lại luôn rồi nè cây này lúc trước là cây đại lọc này, nè anh em bông bông đại lọc cây này cũng rất là đẹp cây này lúc trước không có thấy cái này cũng hai năm rồi cây đại lọc thành phẩm lúc Dễ cũng rút lại ghép lại ha ghép lại siêu bông làm kỹ không anh em thấy làm kỹ rõ ràng không ôi meo, hai con mèo đi xuống nè làm kỹ càng làm vậy mới đạt hiệu quả chứ Nha. với cây năm nay hầu như là em thấy ba bốn vườn vườn nào cũng phải thêm một lớp lưới mùng á tì nắng quá trời nắng luôn của em đây sân của em kiển xanh đây em thấy còn nhót ruột nhiều khi mấy anh em trưa xuống nhà chơi rồi thì toàn là đi buổi trưa rồi không à buổi sáng buổi trưa mà nắng quá trời nắng luôn em cũng đang tính dự định là em làm nhà lưới nhưng mà không biết có làm đâu nếu mà làm cái nhà lưới thì nó 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 lại che mất cái không gian khoảng tống của mình nhiều quá ha cũng đang phân vân còn phía sau phúc dễ cũng đang trồng một số cây lên bồn sẵn đây nè có thể là một cái số cây ở trong đây nè có thể thôi ha có thể là ghép xong rồi nó mạnh khỏe xong rồi bắt đầu đem cái đây đặt ra trồng ngoài bồn có thể là hoặc là cũng có thể là mua những cái cây mới mình giữ đó như vậy thôi có mấy những cái cây đế vip vip vậy nè đam trồng đầu tư đầu tư trồng lâu dài năm bảy năm gì đó giống như giờ thì mình không có cần thiết nó tại sao có một số anh em cũng hỏi sao tự mấy lấy cây đẹp về mà đam ra trồng bỏ rồi đó không mua bán gì ta hiện tại vì cũng phải có cái đồ để lại dằn sân anh em chứ đâu phải là cái đồ nào cũng bán đâu ha. mình bán thì mình thiếu chai cái đồ bán đồ nhỏ nhỏ đồ bự nè còn những cái hàng nào mà vip hàng sưu tầm thì mình đầu tư lại bỏ năm bảy năm mười năm sau gì đó nó có cây đó, chứ đâu phải là cái hồi nào cũng phải bắt buộc phải bán đâu giống những cái những cái cây anh em đó giờ phái mua bán thì anh em mình cứ tội cây đó lên chậu bán mất rồi bán lấy tiền nhưng mà trong khi đó bỏ cái phần là tiền ta không cần thiết tiền ta đã có dự trữ rồi Với hai nữa cây mua bán ta cây nhóc hết trơn thay vì bán cây bự thì người ta bán năm cây nhỏ tại cây nhỏ anh em thấy không còn để lên hết trơn mà cần phải nhất thiết phải bán cây này nên cái này người ta đầu tư người ta mua về người ta đầu tư bỏ đó năm bảy năm sau cho nó lên tiền một tí à, y như kiển xanh cũng vậy thôi chuyển xanh đâu phải là cứ vô cây nào ôi cây đó thành phẩm rồi sao không bán đi <laughs> tôi đâu muốn bán để chơi chứ để cho có cây thành phẩm chứ bán hết rồi lấy đâu có cây thành phẩm hồi nào cái sân cũng tin cái sân là cũng cây phôi hết cũng sao được đúng không nên cái nào mà mua bán nhanh lẹ thì mua bán nhanh lẹ còn cái nào đầu tư năm bảy năm hai năm sau thì cứ đầu tư thôi chứ không phải là bắt buộc cái nào vô bán hoặc là cái nào vô cũng ghế đâu Tội, cây đó đó nó bán mấy năm rồi nó ghế mà quan trọng là hỏi người ta có bán hay không kìa à chứ đâu phải là cứ đụng vô là bán đụng vô bán nhà tôi cái gì cũng bán tên đâu ví dụ như vô cái sân đó, nhà tôi cái gì cũng bán tên anh hỏi gì là bán được cũng bán tên ăn thua giá cả thôi cũng cũng được không? còn như nhiều khi người ta phái trồng mà có cái cậu cũng dễ còn cái hàng phôi nữa nè phôi này cũng chưa ghép nè nay không làm nhiều chứ mày cắt đồn gấp nhớ cắt đồn mày bỏ đây chưa ghép trồng cây chưa trồng ghép chưa lấy ra đây đầu tư mỗi lần ta đầu tư là đầu tư rất là nhiều như cây như sân vậy anh em thiếu gì cây bán đúng không đâu cần phải bán ngay mấy cây đó có những cây anh em mình vô vườn hỏi ta ta cũng đâu có bán đâu có nhiều người lại không gành á mấy anh em không gành thì anh em đó trời ơi sao cây đó thấy đâu hoài nó bán cũng được thì nó nhiều khi mà người ta chưa chắc người ta lại bán những cái này đẹp ghê đẹp bên đây vẫn là chơi lưới mùng luôn ha tại vì thời tiết năm nay nó khắc nghiệt quá chứ không phải là cứ vô lưới mùng hết nha nè tại năm nay quá trời quá đất nắng cái này cũng dễ cưng dữ lắm nè ghép và mùa liền tốt hết trơn Sùn cây này nhìn nó có viên lột lá ra anh em mình thấy mới thấy hết được đây cũng có mấy cái cục tròn tròn này cái lá nó bự như lá xài luôn cây quý cây cục nạc cục lùng Đa số người ta ưu tiên những cái cây hàng lùng hơn nha nè Lùng lùng liền có có đường cắt Cho anh đây vậy cũng mới thêm vô bầy phôi bên đây nè Nhiều lắm cái vậy chứ không bỏ tùm lum hết đây Đây cái bài này ông mới vừa vô phôi nè Chưa ghép Bài này chưa có ghép nè Mới vô vô phôi người ta kỹ thì người ta có thể là tùm thêm cái bịch nữa tùm thêm cái bịch làm chi để trong cái quá trình mà nó không có bị hóc cái cây của mình mình tùm cái bịch giống như mình ghép vậy đó anh em thấy không thì nó sẽ không có có, có nóng cái thân cây của mình mình tùm lên vậy nó sẽ giữ nhựa lại được ha nó không có bị thoát 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 cái phần nhựa hoặc là nóng không khí nóng vô yên như mình ghép thôi vô cây xong mình vô chậu đâu đó rồi mình lấy bịch mình tùm lại thì nó sẽ giữ hơi giữ cái độ ẩm ở trong phía trong đây nó không có làm khô cái da cây của mình y gan như mình ghép cây mình trùm cái bịch lại để cho nó giữ nhiệt nó đừng có khô cái bo của mình nó ra ngoài không khí nó sẽ bị khô cái bo của mình còn khi mình trùm lại cái bo của mình nó tươi thì cái này cũng vậy khi mình vô cây mình kỹ thì mình trùm lại cái thì nó sẽ giữ được cái độ ẩm trong cái thân cây của mình thì tránh cái tình trạng mà chết ha thường thường anh em thấy vô phôi những cái cây phôi hoặc là những cái cây ép chậu rồi đó thì người ta cũng lấy bịch ra trùm lại đừng cho không khí nó vô nó lại làm bị khô khô thân cái cây của mình ha thì mình anh em mình cũng có thể là vô mình cũng trùm lại còn đối với những cái cây mạnh khỏe ngon lành thì mình tự tin rồi mình khỏi cũng được ha còn đây là một số cây đã lên tược rồi cái đám này cũng dễ chắc lây quay cũng tới ghép nữa nè đối với những cái cây hàng mạnh lên tượng ngon lành như vậy thì mình đóng đầu vô y gan với cái lô bên kia là được rồi đóng đầu vô luôn không cần thả chột cho nó bự ví dụ như giờ cái chột này anh em phải thả thêm khoảng hai tháng nữa cái chột này nó mới bự thì anh em mình mới ghép chột được thì anh em mất hết hai tháng đúng không hai vì hai tháng đó anh em mình lấy ra anh em mình ghép đóng đầu vô thì hai tháng cây của anh em nó để già cây 1 và chuẩn bị đi cây 2 rồi nên nó rút ngắn cái thời gian xuống được ha, nên ở đây nhà vườn hầu như là mấy năm nay người ta không còn ghép ghép chột nữa, đa số người ta sẽ đóng đầu vô cái cây nào mà ví dụ như trường hợp mà nó rễ nó hơi bị yếu một tí thì người ta mới thả chột để cho bộ rễ nó mạnh rồi người ta ghép sau thôi ha. chứ còn mấy năm nay hầu như là nhà vườn ghép toàn là đóng đầu hết ha. đóng đầu thì sẽ rút được thời gian nhanh nhất tầm khoảng 4 tháng ha 4 tháng 3 tháng. Tại vì cây này lên tược rồi nếu mà mình đóng đầu thì mình đâu có chờ lên như vậy đâu phải không? Nếu mà đóng đầu thì nó cỡ này, nó vừa búp tược như vậy là mình đã đóng đầu vô rồi. À, từ đây, từ cái tược đó lên chỗ này cũng tệ cũng phải lặn tháng, 1 tháng ngoài nó mới lên được thầm lụm như vậy đúng không? Còn chờ thêm cái chỗ này chưa ghép được thì mình phải chờ thêm khoảng hai tháng nữa. Thì tại vì cũng phải ra khoảng 3 cho đến 4 tháng rồi. Thì thay vì ba bốn tháng đó mình đóng đầu vô là ba bốn tháng đó là mình đã đi được cây hai luôn rồi. À, thì nó sẽ rút ngắn được cái thời gian mình chăm sóc cây. Còn như lúc trước tại sao có người ghép Lúc trước nó còn nhiều hơn Lúc trước ba cái mai này nè Bứng lên rồi về đâu có ghép kịp đâu Bắt đầu mới thả bỏ gừng Cũng như sân của mình á Mình lót bạc đầu đâu đó xong hết thì Cứ vô chậu gì dục đây rồi ghép làm hoài hoài Tới làm không kịp thì cái tới lúc mà Làm không kịp á Làm từ cái cây đầu tiên đến cái cây cuối cùng á Là cái cây cuối cùng đã lên chột rồi thôi ghép chột luôn á Chứ ít năm nay ít ít, ít em chột Thôi người ta vậy nè bên kia đã làm không xiết rồi nhưng mà bên đây người ta mua vô người ta để vòng 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 cái gì đất này thấy không đó rồi chừng nào ở không ra lấy làm ở không ra lấy làm chứ đợi đâu mà ở không rồi mới chạy đi mua cây về mới vô chậu rồi đợi nó ghép nữa thì mất thời gian của mình mình là đầu tư nhanh gọn lẹ mà ha nên khi mà cứ mà có thời gian có đất tống là người ta cứ mua về người ta quăng đây có những chỗ quăng như vậy rất là nhiều luôn nhưng mà thường thường em quay em không có quay tới những cái khu này đa số là quay những cái hàng bự hàng thành phẩm trên chậu cho anh em mình xem chơi thôi ở đây cứ chỗ nào trống người ta cứ quăng à, còn ngoài đây người ta dâm gốc nhất quán ghẻ người ta dâm ngoài đây nè đúng không đó. rồi mai mai gốc nhất đâm xuống bồn để trồng đây nè nói chung là miền tây không có chỗ nào đất trống đâu à, làm không kịp thôi chứ không có vụ đất trống đâu nha anh em à, bên đây người ta vẫn dâm này thấy không đó anh em thấy còn có chỗ nào đóng đâu rồi sáng lên lúc dưỡng uh, nước trời cũng quay cho anh em mình đoạn để chia sẻ ha lúc này đặc biệt tập trung cho cái vụ khô nắng này nha nè em thấy nè nắng nó che nó cũng đâu có mát đâu ha chỉ tầm khoảng 10 cho đến 20 phần trăm gì đó thôi vẫn có nắng vẫn đủ cho cái cây của mình ha chứ không phải là thiếu nắng tại vì quá nắng thì mình bắt buộc mình phải làm cái này nó mới hiệu quả ha rất là nhiều vườn làm nha anh em năm nay thì hầu như là thấy vườn nào cũng có thể là đầu tư lưới về vậy hết lưới mùng chứ không phải là lưới chống nắng nha lưới mùng nó anh em mình vẫn thấy trời rồi bình thường ha anh em mình nhìn nó khác xa với cái lưới chống nắng lắm em vậy em vô em quay cái lưới chống nắng cho anh em mình coi thấy cái lưới chống nắng của mình mình đâu có thấy mây đâu anh em thấy không đó. Đó. còn khi mà anh em mới đưa ra lưới mùng nè nó nó tầm khoảng 10 20 phần trăm gì đó thôi nó làm dịu nhẹ cái nắng gắt xuống thôi à. rồi cũng cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem ủng hộ trong thời gian qua rất là nhiều ha cô chú anh chị em mình à... À, đăng ký kênh ủng hộ thả tim và bình luận vô hết anh em mình bình luận càng nhiều thì cái video của em nó càng nổi lên ha em cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều nha